Vịnh Hạ Long luôn hấp dẫn rất nhiều các du khách trong nước và quốc tế. Hạ Long gây thương nhớ với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các món ăn ngon, trải nghiệm thú vị. Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 180 km, được mệnh danh là thiên đường du lịch phía Bắc. Nhờ vị trí thuận lợi cùng cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống giao thông phát triển, Hạ Long thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2, bao gồm 1.900 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ mang những hình thù hết sức sinh động. Vịnh Hạ Long nằm ở bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, khu vực biển Đông Bắc của Việt Nam. Diện tích 1.553 km2, gồm 1.969 đảo lớn nhỏ, là tâm điểm của mọi tour du lịch Hạ Long. Vịnh Hạ Long sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với hàng trăm đảo đá lớn nhỏ, là di sản thiên nhiên thế giới và được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Để thưởng lãm vẻ đẹp của vịnh, du khách có thể lựa chọn những tour du thuyền Hạ Long trong ngày hay tour du thuyền nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Các tour này đều đưa du khách qua một số điểm tham quan nổi bật trên vịnh như Hòn Trống Mái, Hòn Mâm Xôi, Hòn Lư Hương và một số đảo, hang động có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo, hay đến các làng chài để tìm hiểu về đời sống, hoạt động đánh bắt cá trên biển của cư dân địa phương. Khi đi vòng quanh vịnh, bạn có thể chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như với những điểm đến tuyệt đẹp như hang Sửng Sốt, hòn Con Cóc, đảo Mát Rồng, đảo Ti Tốp, đảo Ngọc Vừng. Bãi biển Bãi Cháy là một bãi biển nhân tạo nằm cạnh vịnh Hạ Long. Đây là bãi biển đẹp nhất thành phố, với làn nước trong xanh, cát trắng mịn trải dài gần 1.000 mét. Bạn có thể thỏa sức tắm biển, check-in và trải nghiệm những trò chơi dưới nước. Được thiết kế với bãi tắm nhân tạo nằm trên hòn đảo hình con thoi dài 6 km, Bãi Cháy sở hữu bãi cát dài hơn 500 mét và rộng 100 mét vuông. Với vị trí nằm sát bên bờ vịnh Hạ Long nên nơi đây hàng năm đón lượng lớn du khách đổ về. Từ lợi thế về khí hậu trong lành, quy hoạch hạ tầng đồng bộ, cung cấp đa dạng dịch vụ giải trí, Bãi Cháy đã đáp ứng tốt nhu cầu tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cho mọi đối tượng khách du lịch khác nhau. Đảo Tuần Châu hấp dẫn du khách với không gian trang trí đẹp mắt và thơ mộng. Khi đến Tuần Châu, bạn nên tham gia buổi biểu diễn nhạc nước và vui chơi tại khu vui chơi ngoài trời hay công viên khủng long mới khai trương. Được mệnh danh là thiên đường trên vịnh Hạ Long, đảo Tuần Châu có vẻ đẹp nên thơ khó cưỡng. Tuần Châu là hòn đảo đất có lẫn phiến thạch duy nhất trong tổng số 1.969 hòn đảo lớn nhỏ thuộc trọng điểm kết nối vịnh Hạ Long. Tour du lịch Hạ Long hứa hẹn khiến du khách không khỏi choáng ngợp, nhanh chóng bị mê hoặc bởi cảnh sắc thiên nhiên tại Tuần Châu tuyệt đẹp. Với làn nước biển trong xanh, được bao quanh bởi cánh rừng thông sắc xanh mượt mà, triền cát trắng trải dài, bầu không khí mát lành đã giúp cho đảo Tuần Châu phát triển loại hình nghỉ dưỡng cao cấp cực kỳ tưởng.
Sun Gua Hạ Long Bắc là quần thể khu vui chơi rộng lớn, hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Tổ hợp Sun Gua Hạ Long bao gồm hai khu vực chính, khu vui chơi giải trí ven biển và khu vui chơi trên đỉnh Ba Đèo. Hai khu này được kết nối bởi hệ thống cáp treo vượt biển độc đáo có tên cáp treo Nữ Hoàng. Tổ hợp Sun Gua mang đến cho du khách nhiều lựa chọn. Khu công viên rộng bao gồm các trò chơi mạo hiểm, trò chơi cảm giác mạnh, khu công viên nước vịnh lốc xoáy. Khu vui chơi Ba Đèo được xây dựng theo kiến trúc mang hơi hướng Nhật Bản và có vòng quay mặt trời, bãi biển nhân tạo Sun Gua, khu ẩm thực mua sắm. Đảo Rìu Quảng Ninh nằm cách bãi cháy khoảng 600 mét, được ví như Dubai thu nhỏ của tỉnh Quảng Ninh nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng. Diện tích đảo Rìu lên tới 22 hectare, cảnh quan xung quanh đảo Rìu vẫn giữ được nguyên nét hoang sơ vốn có và là ngôi nhà chung cho rất nhiều các loài chim thú quý hiếm. Năm 1962, đảo Rìu được Bộ Y tế lựa chọn làm nơi nuôi khỉ để thí nghiệm nên đảo Rìu còn có tên gọi khác là đảo khỉ. Đảo Rìu Quảng Ninh được đưa vào khai thác du lịch với ấn tượng ban đầu về cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ đầy hấp dẫn chưa bị tác động nhiều bởi du lịch hóa. Bỏ túi cẩm nang du lịch Hạ Long từ Hà Nội sau sẽ giúp bạn và gia đình có một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời, được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ và tận hưởng không khí trong lành tại đảo Rìu Quảng Ninh. Với vị trí đắc địa nằm tại trung tâm của đảo, cách trung tâm thành phố Hạ Long 2 km, với các villa ra mặt biển cùng thiết kế neoclassical tân cổ điển lấy cảm hứng từ nhà hát Pháp, du khách sẽ choáng ngợp bởi không gian sang trọng, tinh tế và đẳng cấp bậc nhất.